chương thứ 47, sông thông thiên thầy trò bị cản, miếu linh cảm yêu quái chóc vây. Vua xa chỉ tạ ơn đưa thầy trò lên đường, quan dân và các xã đồng đưa ra khỏi thành mới trở lại. Ngày kia đến mùa thu, thầy trò đi đến tối, tam tạng dừng ngựa hỏi rằng, đồ đệ ơi, bây giờ tính ngủ ở đâu? Tôn hành giả thưa rằng, trời có chăng xin thầy đi dán một đỗi nữa hoặc may gặp nhà thì chúng ta ngủ nhờ tam tạng y lời đi gần hai dặm ngó thấy sóng bùa trắng đằng trước sông rộng mênh mông bạt giới nói thôi rồi còn đường đâu nữa mà đi xà tàng nói coi bộ cái sông này nó cản ngang lớn lắm tam tạng hỏi không biết là cái sông này lớn chừng mấy dặm Bạt giới nói, không biết, không biết, còn cõi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng thấy bờ. Hành giả nói, để ta coi thử xem thế nào. Nói rồi nhảy lên mây ngó xuống, thấy mênh mông như biển, liền nhảy xuống mà thưa rằng, Thầy ơi, con sông này nó rộng lắm, con mắt con bàn ngày coi xa tới một ngàn dặm, bàn đêm coi thấu tám trăm, mà bây giờ không thấy mé, nên chẳng biết là lớn bao nhiêu. Tạm tạm nói, thế bây giờ thì biết tính sao? Khi ấy Sa Tăng nói rằng, giống chi đen đen trước mặt coi giống người ta. Hành giả nói, ấy là cái bia dựng ở mé sông cái trên bia của bà chữ thông thiên hà ở dưới có hai hàng chữ rằng kinh quá bát bá lý kim cô thiểu nhân hành xin thầy đi lại cho mau Tam Tạng thấy bia càng thêm thảm thiết bát giới thưa rằng Thầy ôi, cách tiếng trung mõ ở gần đây chắc là có đám chỉ đó Thầy trò mình tìm vào, lo bỏ cái bụng vào ba miếng Mai sẽ kiếm, ghè quà sông thì xong hơn Tam Tạng dục ngựa đi tẽ qua bãi cát Thấy xóm ấy gần 500 cái nhà Tam Tạng thấy ở ngoài cửa ngõ đằng kia dựng một cây phướn ở trong nhà hương thấp đèn trong tạm tạm lại gần có ông già mang sầu chuỗi lận miệng niệm phật và đi đóng cửa tam tạm tạo chắp tay bái xuống ông già ấy đáp lễ mà nói rằng thầy đi trễ quá phải chi đi, đi sớm hơn một chút thì đã đặng chia phần chai tăng mỗi phần ba tô cơm khô một cây vải trắng và mười đồng tiền biếu lại ngồi mâm cao cỗ đầy thầy để trễ hại rồi mới tới tam tạng nói là tôi không phải là đi trai tăng thiệt là hòa thượng nước đại đường vâng chỉ đi thỉnh kinh lỡ bước vào xin được tá túc ông giài khoát tay nói rằng thầy tu hành thì chẳng nên vọng ngữ từ đại đường qua đây nằm muôn bốn ngàn dặm thay đơn thương độc mã đi dào cho tới được đây. Tam Tạng đáp rằng, à, ông nói phải lắm, tôi nhờ có ba đứa đồ đệ bảo hộ nên là mới đến được đây. Ông già nói rằng, sao không biểu ba cái thầy ấy vào đây mà nghỉ Tam Tạng ngó lại kêu lớn rằng, bớ đồ đệ, vào đây mà nghỉ ba người nghe kêu đồng đi sốc vô cửa ngõ ông già ấy bó càn và la lớn rằng ôi có yêu tối có yêu tối tam tạng đỡ dậy và nói rằng xin ông đừng sợ không phải là yêu quái thiệt là học trò của tôi đó Ông già ấy run lên mà nói rằng: "Thầy lịch sự như tiên, xảo kiếm học trò như quỷ." Tam tạm nói: "Tuy là xấu mặt, nhưng mà chúng có phép trừ tà." Ông già ấy dắt thầy trò Tam tạm vào nhà khách, thấy các sãi đương gõ mõ tục kinh, mấy sãi ấy dây ra thấy bà người sốc vô thật kinh hồn vía các dãi lăn ra lục cục bò càn hết không còn một dãi nào khi ấy bà huỳnh đệ thấy chuyện dị kỳ đồng cười ha, 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 ha. tam tạng mắng rằng cái chúng bay vù lễ đi vào nhà không biết khuôn phép làm cho ông chủ thất kinh lại còn phá đám mấy thầy bỏ việc tụng kinh mà chạy hết phải là cái tội ấy về ta chăng vì ta dạy học trò không nghiêm ba huỳnh đệ biết lỗi làm thích ông già ấy mới tin là đệ tử thiệt liền nói rằng không hề chi việc cũng đã xong rồi còn tụng kinh thêm chút đỉnh mà thôi nói rồi bảo gia tướng thắp thêm đèn đuốc gia tướng đem đèn đi ra ngó thấy ba anh em dĩ tướng dị hình chúng nó chạy lại và la có yêu có yêu khi ấy có một ông chủ nhà nữa chống gậy ra mà hỏi rằng yêu mà ở đâu nửa đêm dám tới nhà lương thiện Ông già hồi nãy đứng dậy nói rằng, dạ thưa đại ca, bà ông ấy chẳng phải là ma, thiệt là đệ tử của hòa thượng này. Ở đại đường, đi thỉnh kinh ở bên Phật, tùy tướng giữ mà lòng lành. ạ. À. Ông chủ nhà nghe nói buông cây gậy chào hỏi. Lũ già tướng thấy ba người ấy nói chuyện với chủ nhà, chúng nó mới hết sợ. Chủ nhà truyền dọn cơm chay thiết đãi khi cầm nước đã xong xả, tam tạng hỏi thăm ông chủ nhà họ chi. Ông chủ nhà nói, dạ tôi họ Trần. Tam tạng nói, đồng tông với tôi đó. Nói rồi hỏi rằng, thế ông làm đám chi hồi nãy? Ông chủ nhà nói, làm siêu độ trước mới rồi. bát giới nghe nói cười rằng, Thủa này thì tôi nghe nói tế sống mà chưa thấy, bây giờ mới gặp đám cầu siêu trước. Hai ông già ấy nói rằng, bốn thầy đi thỉnh kinh, sao không đi thẳng, ghé vào đây chẳng là chéo đường à. Tôn hành giả nói, thầy tôi đi đường ngay bị sông cái cản ngang nên là phải quẹo, phần lại trời tối nên là kiếm chỗ để ngủ nhờ đó. Hai ông già hỏi, thế bốn thầy thấy giống chi dựa mé sông trắng? tôn hành giả đáp rằng có thấy một cái bia đá mà thôi chủ nhà nói đi cách cái bia ấy qua phía bên kia chừng một dặm đường là có cái miếu linh cảm đại vương thầy không ngó thấy sao tôn hành giả nói tôi chưa ngó thấy chẳng hay làm sao mà gọi là linh cảm hai ông ấy khóc mà nói rằng <laughs> để tôi nói chuyện cho ông thần ấy cho các vị nghe. Hiển hách một phương nền miếu vỡ, oai linh ngàn dặm hộ lê dân. Thường năm mưa móc mùa màng nhuận, đòi thủa mây lành làng xóm mừng. Tôn hành giả lấy làm lạ mà hỏi rằng, như vậy là tử tế lắm, ông còn than thở làm sao? ông ấy dậm chân đấm ngực mà nói rằng, túy có ơn mà có oán cũng nhiều. bằng không ơn oán để cho người mỗi năm cúng tê đồng nam nữ chẳng phải thần linh thiệt quỷ trời. tôn hành giả hỏi, Thế mỗi năm phải tế đồng nam và đồng nữ là sao? ông già ấy nói phải. tôn hành giả nói ăn con người ta như vậy sao gọi là thần chẳng thế năm nay tới phiền ổng tế nên là mới khóc than phải khóc ông già ấy nói tôi ở đây tuy xa xong còn thuộc nước xa trì chốn này gọi là xóm trần gia năm nay tới phiền tôi cúng phàm phiền ai thì phải cúng đồng nam đồng nữ và dề hèo lễ vật tế thần thì thần phổ hộ đặng mùa màng bằng không chắc là phải bão lụt chết hết tôn thành giả hỏi thế ông được mấy người con trai ông giả ấy ôm bụng mà nói rằng Tôi có con trai ở đâu? Tôi là Trần Trừng, 63 tuổi, có một đứa con gái lên 8, gọi là Nhất Xứng Kim. Còn người này là em ruột của tôi, tên Thanh, năm nay năm 18 tuổi, có một đứa con trai lên 7, gọi là Trần Quang Bảo. Anh em tôi có một trai và một gái, đến lệ năm nay phải đưa hai đứa nó mà tế thần Bởi thương con nên làm siêu độ trước Tam tạng nghe nói cảm động mà khóc rằng Lời xưa nói không lầm Mai vàng chưa rụng mai xanh rụng Trời khuấy làm chi kẻ ít con Tôn hành giả cười rằng, xin thầy đừng than thờ làm chi, để cho con hỏi thăm chú nhà một chuyện. Nói rồi hỏi rằng, chẳng hay là sự nghiệp của ông lớn hay là nhỏ. Hai ông ấy đáp rằng, anh em tôi cũng có chút đỉnh vài trăm khoảnh ruộng, chín chục miếng thổ cư, lúa chữ năm này qua năm kia ăn không hết, để thành trễ mầm, đồ y phục thì trắng thiếu chi, còn bạc vàng thì cũng dư giả lắm. Tôn hành giả cười rằng, <cười> hai ông nhờ có một phép mà hà tiện ở trên đời, nên mới đạng dấu như vậy. Hai ông ấy hỏi, sao thầy biết là anh em chúng tôi hà tiện? hành giả nói nếu mà hai ông không hả tiện thì liều vài trăm lượng bạc múa đông nam đông nữ mà thế mạng cho con nghĩ thế nào mà tiếc bạc tiếc tiền mà chịu liều để con liều cháu Hai ông ấy nghe nói đồng khóc mà than rằng Thầy ơi, bởi vì thầy chưa rõ cho chúng tôi không phải lấy thân mà che của đâu Vì linh cảm đại vương nó hay đến xóm tồi lắm Nên là làm dối không được Bởi chỉ phép như thế này Tôn hành giả hỏi Thế hai ông thấy hình dạng ra thế nào? thì hai ông ấy nói thiệt không thấy hình chỉ hãy nghe một trận gió thơm thì biết đại vương tới nội nhà đồng hương đèn mà lạy mừng ngài biết tới ngày sinh tháng đẻ tử đứa con trong nhà có mấy cái chén, mấy cái muỗng, ngài cũng đều biết hết. Huống chi còn hai đứa nhỏ mà cháo đặng hành sao. Đừng có nói dối bà trầm lượng là nhiều, giàu có muôn mấy ngàn lượng mùa cũng không đặng đứa giống diện mạo của con mình, mà hiệp ngày sinh tháng đẻ. Tôn hành giả nói, như vậy thì đem lệnh lang ra đây xem thử. Khi ấy Trần Thanh vào đem con là Trần Quang Bảo ra, thằng nhỏ còn khở không biết sự sống thác, bọc trái cây trồng hài tẩy áo rộng, nhảy múa ở trước đèn, và lấy trái cây ở miệng nhài ngổm ngọm. Tôn hành giả niệm chú, biến ra Trần Quang Bảo như một không xài. Coi hài cái đứa sòng thải lắm, nắm tay nhau mà giỡn múa. Còn Trần Thanh xem thấy như vậy, thì kinh hãi mà quỳ lại thưa rằng, lão gia biến thành con tôi, tôi sợ mất phước, xin hiện lại như nguyên hình ạ. À. tôn hành giả lấy tay vuốt mặt mình rồi hiện lại hình. trần thanh lạnh và khen rằng, thiệt là lão gia thần thông quảng đại. tôn hành giả cười mà hỏi rằng, thiệt là giống in không sai một máy. tôn hành giả hỏi, ước như hình hồi nãy đem tế đặng có được khục. Trần Thanh thưa rằng, nếu có người như vậy bán bạc vàng ngàn tôi cũng mua, lò chỉ thế không đặng. Tôn hành giả nói, vậy thì tà thế cho Trần Quang bảo, đèm tế cho đại vương, để lệnh lang ở nhà mà nối việc hương lửa. Trần Thanh lại ơn mà thưa rằng, nếu lão gia tử bi mà cứu cho con tôi được, tôi xin dựng một ngàn lượng bạc cho đại lão gia làm phí lộ đi thỉnh kinh Tây Phương. Tôn hành giả hỏi, thế sao không đền ơn cho ta trần thanh thưa rằng lão gia đã bị thế mất rồi thì còn đâu nữa để mà đền ơn tôn hành giả nói làm sao mà mất trần thanh thưa rằng thế nếu lão gia đi tế thế cho con tôi thì bị đại vương ăn rồi thế làm sao mà còn được tôn hành giả nói nó không dám ăn ta đâu trần thanh thưa rằng thế có lẽ nào nó chê tanh mà không đụng à tôn hành giả cười Đâu, đều có số mạng đó. Nếu mà ta vô phước bị nó ăn thịt thì thôi, bằng còn sống trở về, thì ông đền ơn riêng bao nhiêu phải nói trước. Trần Thanh lại tạ thưa rằng, như lão gia biến về đặng thì tôi đền ơn riêng 500 lượng. Còn Trần Trừng không lại tạ chỉ hết, cứ ngồi tựa bình phong mà khóc ròng. Tôn hành giả thấy vậy lại nắm tay hỏi rằng, hay là ông tiếc lĩnh ái xa lắm sao? Trần Trừng Quỷ lại thưa rằng, Tôi có một đứa con gái nên thường quá, tuy nhờ ơn lão gia cứu cháu tôi, còn tôi nghĩ đến con nhỏ của tôi thì càng thêm chua xót, ước ừ như nó khôn lớn rồi, tôi phải mẩn nó cũng khắc mùi, nghĩ đến cũng mùi lòng nên đau ruột lắm. <laughs> Tôn hành giả nói, không hề gì đâu, Ông bảo tướng ra nấu một chảo đục cơm và dọn đồ chay cho tử tế, đãi thầy mỏ dài một bữa cho xứng đáng. Tôi sẽ bảo biến làm lệnh ái, đem đi tế đại vương, cũng làm phước như tôi luôn thể. Bát giới nghe nói kinh hãi, ré lớn rằng, Ây da, huynh đừng có ý tài mà kéo tôi vô cửa tử chứ, tôi thả nhịn đói, chờ ăn nò một bữa mà chết thì ích gì. Tôn hành giả nói, lời ngạn ngữ rằng kê nhi bất ngật vô công trì thực rất đỗi con gà còn trắng chịu ăn không thể nên đứng trên đống lúa đống gạo cũng phải bươi cho nó công khó huống chi bốn thầy trò ta khi mới vào ông chủ nhà thiết đãi cầm nước lẽ nào không giả sức mà cứu hoạn đạn của người bạc giới nói huynh ngồi tôi biến như huynh làm sao được tôn hành giả nói Sư đệ biến hóa 36 cách cả sao gọi rằng không Tam tạng nghe nói lên bảo rằng Ngộ năng Sư huynh của ngươi nói phải lắm Cứu người một mạng sống Hơn lập bảy cái cảnh chùa Một là tạ ơn đãi đằng Hai là làm phước luôn thể Anh em ra sức một phen bát giới thưa rằng con thì có thể biến ra núi, biến ra cây, biến ra đá hoặc là người thô tục hoặc là trâu nước, tượng tây mà thôi, chờ làm sao mà biến được cái đứa con gái nhỏ không được không được. Tôn hành giả nói: "Hay ông à, hãy đem lệnh ái ra đây xem thử nào." Trần Trừng mừng rỡ vào bồng nhất xứng kim đem ra, nội nhà đồng lại hỏa thượng mỏ dài, dần cứu làm phước. Khi ấy bạt giới thấy con nhỏ dùng nhàn sinh tốt, mặc đồ hỏa mỹ, ngồi ăn trái cây. Bạt giới nói, khó quá, khó quá. Tôn hành giả nói, thôi, sư đệ biến làm con nhỏ ấy mà đi tế cho rồi. Bạt giới nói, nhỏ nhít như thế này thì làm sao mà biến được cho giống. Tôn hành giả hối rằng, biến cho in lập tức, nếu để lâu thì phải đòn. Bạt giới hoáng kinh, run mình biến đại, coi giống mặt mày hết thảy sòng mập bằng hai tôn hành giả cười rằng <cười> ý, ừ. biến nữa cho in biến nữa cho in nếu lôi thôi thì bị đánh bát giới nói thôi à huynh đánh mấy roi thì đệ còn chịu chờ biến không đặng nữa biệt dáng làm sao Tôn hành giả cười rằng, <cười> mặc con gái mà bóc vật đàn ông, cõi làm sao cho được. Thôi, người niệm chú biến nữa thì ta sẽ giúp sức cho nói rồi thôi trên mình bắt giới thổi trên người bắt giới coi nhỏ thỏ như nhất xứng kim ai nấy đồng khen phép lạ tôn hành giả bảo rằng hai ông truyền cho hữu quyết hãy đem lệnh lang lệnh ái giấu đi phải dỗ đừng cho khóc nha sợ đại vương nó hay lại đặng khó lòng còn việc cúng tế làm sao cắt nghĩa cho chúng ta rõ để sống trói lại mà tế hay là luộc hay phải quay hay là phải nói thì phải nói trước Bát giới nói Hồi, huynh đường bày đặt đại cho đệ chết ra nhiều kiếp thế cái lời ấy tôn hành giả hỏi thật mà bát giới lại tưởng là ngạo mình trần thành thưa rằng không động phạm gì hết ạ để khiêng hai vị vào miếu mà thôi tôn hành giả khen rằng phải thế lắm phải thế lắm vậy thì khiêng thử một hồi Trần Trừng y lời chuyển tám đứa giả tướng đem bản độc và mâm sơn ra, bốn đứa khiêng một ghế, đi dắp vòng nhà rồi để xuống. Tôn hành giả cười rằng, <cười> như vậy thì anh em ta có phước lắm. Bác giới nói, nếu khiêng đi chỗ này qua chỗ kia rồi thỉnh về, dầu sáng đêm cũng vô sự, sợ chúng nó khiêng ngày vào miêu thì bị ăn tươi nuốt sông, chớ chẳng phải là chơi đâu. Tôn hành giả nói, nếu như mà nhát gan thì hễ thấy nó nhai ta thì ngươi chạy trước Bát giới nói Như nó ăn đồng nam trước rồi Huynh không dặn tôi cũng chạy ngay Sợ nó ăn đồng nữ trước thì chạy đâu có khỏi Trần Trừng nói Thường năm đi tế Có người dạn gan rỉnh sau miếu mà coi Thì lần nào nó cũng ăn đồng nam trước Bát giới mừng rỡ mà nói rằng, hay ơi, như vậy thì mày cho tôi lắm. Xảy nghe tiếng mã la sóng trước cửa inh ỏi, ngó ra đèn đuốc sáng lòa, có tiếng kêu rằng khiến đông nam đông nữ ra đây đi tế thần cho mau. Ấy là mấy người ở xứ đó, trần trừng trần thành cất tiếng khóc vang, lữ giả tướng khiêng hài bản độc giả trước. Hết chương thứ 47 Chương thứ 48 Yêu quái hóa tuyết bùa khắp sông Đường tăng cưỡi ngựa đi trên giá Khi ấy người xóm trần gia đèm phụ thêm heo dê trầu bò làm lễ cúng Khiêng đồng nam đồng nữ đẻ ở giữa miếu Còn tam sinh là đồ tế phụ đẻ ở hai bên các người đồng rót rượu lại mà vái rằng ngày này tháng này năm này về phần xóm trần cúng tế tín chủ là trần trừng trần thanh rừng đồng nam là trần quang bảo và đồng nữ là nhất xứng kim và lễ tam xanh ỷ số xin đại vương già già hưởng dụng cho xứ tôi gió hòa mưa thuận ruộng dẫy đầy mùa vái rồi đốt bạc vàng giấy tiền đều lùi về hết còn tôn hành giả và bát giới thì ở lại ngó thấy ở trên bản án co bài vị chữ vàng đề rằng linh cảm đại vương chỉ thần bát giới nói họ về hết rồi anh em mình cũng nên trốn cho rảnh tôn hành giả nói bây giờ thì trốn đi đâu bát giới nói trốn về nhà chân ra mà ngủ tôn hành giả hỏi cái thằng điên này nói xảm hoài à mình đã hứa giúp người ta rồi lẽ nào lại chôn bát giới nói vậy chờ huỳnh khôn lắm sao mà lại mắng tôi là thằng điên cái chuyện này nó gạt nó mà thôi chứ có lẽ nào lại làm thiệt như vậy ý? tôn hành giả nói hễ làm ơn thì phải làm ơn cho chót chứ giúp cho người thì phải giúp tới nơi chứ để cho đại vương hưởng dụng mới là chọn thủy trúc nếu không thì nó làm tai hại cho muôn dân cũng như là không giúp như vậy thì để cho hai đứa nhỏ chết hãy còn khá hơn, chứ làm chi cho lỡ gió. Xài nghe gió thổi vò vò, bát giới nói, không xong rồi, không xong rồi, cái trận gió này là chắc là nó tới nhập lễ đó. Tôn hành giả nói, ngươi cứ làm thinh hoài để ta nói chuyện với nó nhé. Kế tới con yêu tới trận cửa miếu mà hỏi rằng, lễ này nhà nào tết? Tôn hành giả cười rằng, Dạ thưa xóm Trần có hai nhà đầu xóm là Trần Trừng và Trần Thanh dừng lễ cúng ạ. À. Con yêu ấy là linh cảm đại vương. Nghe đồng nam trả lời như vậy thì nó lấy làm lạ mà nghĩ rằng Ủa cái thằng nhỏ này nó ăn nói chấm hấm quá mà. Thường năm thì mình hỏi một tiếng rồi chúng nó đã thất thanh. Hỏi lần thứ nhì thì chúng nó đã mất viết. Tơi nắm cổ dở lên thì đã chết cứng rồi. Sao năm nay đồng nam cười nói như thường vậy? Nghĩ rồi nó hỏi rằng, đồng nam và đồng nữ tên họ là chi? Tôn hành giả cười rằng, <cười> đồng nam trần quang bảo, đồng nữ là nhất sướng kim. Linh cảm đại vương nói, lẽ thế đồng nam và đồng nữ là sự thương, nay ta ăn thịt chúng bay. Mà nói cho mà biết, tôn hành giả cười rằng, dạ lẽ nào dám cứ xin đại vương thắng thùng mà dùng. Linh cảm đại vương sinh nghi, không dám bắt, răng tay chân tại cửa miếu mà nạt rằng, Người đừng nói nhiều chuyện, ta thổ nay dùng chức dùng đồng nam, bây giờ ta ăn đồng nữ trước. bát giới hoáng kinh nói rằng, xin đại vương ăn theo lệ thương, chẳng nên trái phép. Linh cảm đại vương, không y lời, giờ tài chụp đồng nữ. bát giới nhảy đại xuống đất, hiện nguyên hình sách cào cỏ đập đùa nhằm chúng giáp linh cảm đại vương linh cảm đại vương thất kinh chạy hoảng tôn hành giả hiện nguyên hình coi thấy bát giới đập nhầm con yêu rớt hai cái vậy giáp là vậy cá khi ấy hai anh em rượt theo con yêu ấy tới trên mây linh cảm đại vương tay không đi nên không dám cự liền cất tiếng hỏi rằng các người là hòa thượng ở đâu sao lại dám gạt tay như vậy Tôn hành giả nói, chúng ta là đệ tử của đường tăng tại đồng đồ. Vâng chỉ của Tây đi Tây Phương thỉnh kinh. Hôm qua, ngụ tại Trần Gia nói có yêu quái, xưng hiệu linh cảm đại vương, hại lề dân mỗi năm phải tế đồng nam đồng nữ. Nên chúng ta cảm động, quyết trừ quái dữ mà cứu dân lành. Người cứ vải khai thiệt cho ngay, xưng vương đã mấy năm, ăn hết bao nhiêu đồng nam đồng nữ, thường cho y số, chúng ta sẽ thả tội chết cho ngươi. Linh cảm đại vương nghe nói kinh hãi chạy nữa, bác giới đập hụt một đinh ba. Linh cảm đại vương nhảy xuống sông lặn mất. Tôn hành giả nói, chẳng theo chi cho mệt, chắc nó là loài thủy quái ở dưới sông này, nên mới chóc rác thành vẩy cá, mai sẽ làm phép bắt nó đưa xù phụ qua sông. Nói rồi anh em trở lại miếu, khiêng các lễ vật đem về nhà họ trần. Khi ấy Trần Trừng Trần Thanh đường đảm đạo với xa Tăng và Tam Tạng. Xảy thấy tôn hành giả và bắt giới khiêng lễ vật về nhà. Tam Tạng hỏi, việc cúng tế ra thế nào? Tôn hành giả thuật lại chuyện. Trần Trừng Trần Thanh mừng rỡ, truyền dọn phòng sai cho hài sãi nghỉ ngơi. Còn linh cảm đại vương, về tới thủy động ngồi làm thanh. mặt mày xui xị. Các bộ hạ là loài thủy tộc đồng hỏi thăm rằng, thường niên đại vương đi hưởng lệ về, trở về vui vẻ, sao năm nay lại có sắc buồn? Linh cảm đại vương nói, thưởng năm ta hưởng lệ cúng, rồi đem vật tế dư chìa bác cho chúng bay. Kỳ này ta chẳng được hưởng chút nào, lại bị đứa hùng hằng, thiếu chút nữa thì không toàn được tính mà. Thủy tộc nói, thề chẳng hay kẻ nghịch với đại vương đó là ai? Linh cảm đại vương nói, nay bị hai người đệ tử của thầy tam tạ, giá làm đồng nam, đồng nữ mà gạt ta. Xuất kỷ bất ý, trung hiện nguyên hình hỗn chiến với tả giỏi lắm. May mà mới còn sống mà về được đến đây. Bấy lâu ta nghe đồn thầy tam tạ, tu đã mười đời, nếu ăn một miếng thịt của nó, thì sống ngàn tuổi, không dè nó có học trò hay quá mà, làm ta mất phần thực lại xấu tiếng hừ rành biệt làm sao mà ăn thịt tam tạng cho được trong bọn thủy tộc có một nàng mặc áo rắn là khuyết bà cười mà thưa rằng <laughs> đại vương muốn bắt tam tạng thì cũng chẳng khó ê không biết là đại vương đặng thịt quý có chịu cho tôi hưởng cùng chăng linh cảm đại vương nói nếu mà ngươi bày mưu kế chi mà bắt đặng được bà tam tạng thì ta kết nghĩa anh em với ngươi đồng ăn chung một tiệc khuyết bà thưa rằng ta, ta biết đại vương có phép làm mưa làm gió thêm tài vượt biển vượt sông sòng chưa biết đại vương làm tuyết có được không xin cho tội rõ linh cảm đại vương nói ta làm tuyết như thương khuyết bà nói rằng mà đại vương làm cho nước đặc thành già được không linh cảm đại vương nói khó gì mà không được khuyết bà vỗ tay cười rằng à, như vậy thì dễ lắm linh cảm đại vương hỏi thế làm sao mà bắt được tam tạng quyết bà thưa rằng đêm nay cành bà sẵn trời lạnh đại vương làm tuyết xa xuống trỏ nước đặc cả sông chúng tôi hóa thành hình bộ hành đi quá đi lại ở trên à, giá xương trẻ kẻ chè rủ người mang gói đi trước cửa trần ra lập cưỡi ngựa lớp ngồi xe làm dục lòng tàm tạm chắc là các sãi thấy người ta đi ở trên bằng giá thì nóng việc thỉnh kinh cũng đi theo đại vương đợi chúng nó đi tới giữa sông thì làm một khoảng giá tan thì chắc là cả cái lũ đồng hụt cẳng lúc đó thì mặc sức mà bắt ăn linh cảm đại vương mừng rỡ mà khen rằng, thiết là kế nữ nhân cao hơn nam tử. khen rồi nổi giá lạnh xà tuyết xuống. đến canh năm bát dưới rút lập cập và nói rằng, ôi 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 lạnh quá lạnh quá lạnh quá lạnh quá. hành giả nói, người tu hành chịu đã quen mà sao người đã đắp mền còn rét run mà phát rét vậy? tam tạng nói ha, trời thật là độc địa mà không thua tết đông thiên hay bốn thầy trò lồm cồm ngồi dậy lấy áo mặc thêm bởi lạnh quá nên là không ngủ được dạng ngày mở cửa thấy tuyết xà có cục tôn hành giả nói hay, hèn chi mà trời lạnh khác thường mà thiệt là trời có tuyết thiệt á. sảy thấy tướng ra bừng thảo nước nóng cho bốn thầy trò rửa mặt rồi dâng nước trà lại vầy lửa cho ấm Bốn thầy trò ngồi hơ lửa, có Trần Trừng Trần Thanh ngồi kế. Tam Tạng hỏi, chẳng hay xứ này có phân bốn mùa tám tiết cùng chắc. Xin hai ông cắt nghĩa cho tôi rõ ạ. Trần Trừng cười rằng, <cười> đây tuy là cõi biên địa, phong tục nhân vật không dám sánh với Trung Hoa, song cũng đội trời chung thì lẽ nào không phân thời tiết. Tam Tạng nói, Thế nếu mà có chia xuân hạ thu đông, sao tháng này tuyết xuống đầy sân, hơi lạnh gần như Tết vậy? Trần Thanh thưa, nay tùy trọng tháng 7, xong đã tới ngày bạch lộ, thì tiết khí chạy qua tháng 8 rồi, nên có sương nhiều và cũng có khí tuyết xuống. Tạm tạm nói, như vậy thì khác hơn ở nước tôi, vì ở Trung Quốc thì mùa đông mới có tuyết. Giây phút già tướng dọn cháo chủ khách dùng xong rồi sải thấy tuyết xa xuống trùng trùng bằng hai khỉ nãy không bao lâu trước sân tuyết cao hơn hải thước tam tạng xem thấy nóng việc thỉnh kinh động lòng rời lụy trần thanh an ủi rằng xin sư phụ đừng phiền sức tôi phụng dưỡng cơm chay dầu có mấy năm cũng không thiếu chẳng lựa là nửa năm đâu Tam Tạng nói, bởi ông không rõ việc khó của tôi, nguyện trước bần tăng vầng chỉ đi thỉnh kinh, nhờ ơn thánh chúa đưa ra đến cửa ải, lại phán hỏi rằng, ước chừng mấy năm thỉnh đạo kinh về nước, bần tăng tâu rằng, phòng chứng khoảng ba năm, không dè cách trở non sông, gặp nhiều tai nạn, bảy tám năm nay trừ tới cảnh Phật, sợ quá lời hẹn với chúa, nên nóng nảy muôn phần nay tùy có phước mà gặp hai ông đãi đằng cho ký ngụ hồi hôm học trò tôi làm phép ra công chút đỉnh gọi là sự đền ơn tôi có ý bữa nay cậy ông giúp cho một chiếc thuyền đưa qua sông lớn nào hay trời xa tuyết cả biết chừng nào mới qua khỏi sông này chắc là trễ nải nên bẩn tăng phiền muộn trần trừng nói Xin thầy đừng có nóng nảy và phiền não làm chi, đợi ít ngày có nắng tuyết tan, ảnh ẻm tôi sẽ dọn thuyền mà đưa sư phụ. Giây phút ra tướng dọn cơm chay, bốn thầy trò lẫn bẩn tới ăn bữa cơm tối. Sảy nghe có người đi đường nói chuyện với nhau rằng, chá chá là nghịch trời, ai đời đây tháng tám mà tuyết xa, sông thồng thiền nước đông thành giá. Tam tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng, ngộ không ổi sông thông thiên này nước đặc thành giá thì chúng ta phải biết tính làm sao trần trừng nói chắc là trời lạnh quá nên dựa mé nước cạn đông thành giá chờ lẽ nào đặc hết cả sông sảy nghe bộ hành hỏi thăm nhau ngoài đường rằng sông thông thiên đặc hết một phần dựa mé chăng người khác trả lời rằng đọc cứng cả sông như mặt kiếng hả kẻ qua người lại dập rều hả đấy là loài thủy quái chúng nó giả bộ làm bộ hành mà dục lòng tam tạng như vậy đó tam tạng nghe nói cả sông thành giá muốn đi coi trò biết co không liền thương nghị với đệ tử trần trừng trần thanh đồng can rằng nay đã tối rồi mai sẽ đi coi cũng không muộn dạng ngày tam tạng bảo đồ đệ rằng Thừa này dịch sông Thông Thiên đã đóng thành bằng giá để phát cho xong hơn. Các người sửa sang cho kịp. Trần Trừng Trần Thanh đồng cam rằng, Xin thầy đừng vội vã, đợi ít bữa con nắng tàn giá, tôi sẽ dọn thuyền đưa qua sông. Giả tàng nói, chắc chi lời thiên hạ lưu truyền mà nhất định thầy tôi phải đi vội, chỉ bằng cưỡi ngựa đến mé sông xem thử liệu bè đi được sẽ hay. Trần Thanh nói phải, truyền ra tướng thắng sáu con ngựa, hai anh em cùng đi với bốn thầy trò. Đến mé sông thấy bộ hành qua lại đông đảo. Tạm tạm nói, thiệt là tai nghe không chắc cho bằng mắt thấy, chẳng hay bộ hành đi trên giá vì nóng đầy cớ chí. Trần Thanh thưa rằng, mé sông bên kia thì thuộc về nước Tây Dương, còn người bộ hành bên này là kẻ buôn bán, bởi hai bên cách sông lớn nên đổ bên này giá một lượng đem bận bán tới một trăm còn hàng hóa tây dương chở bên này cũng bán mắc như vậy bởi vốn mà một trăm lời nên còn buồn lửa mạng đi trên giá còi chết sống như không thường năm nhiều kẻ đi buôn chung sáu bảy người chung một thuyền hoặc mười mấy người chung một thuyền chở hàng hóa qua sông bán huống chi này nước đông thành giá khỏi giỏ tốn cơm gà bẻ bạn cùng đi mà khóc. Tam Tạng than rằng, người đời vì lợi mà chẳng tiếc thân, còn liều mạng mình qua sông buồn bán. Uống chi tả vừng chỉ thỉnh kinh là sự chung với chùa, lại tiếc mạng hay sao? Vậy thì thời tôn ngộ không trở về dắt ngựa và lấy đồ hành lý, thừa dịp nay nước đồng thành giá, đi bộ cho mau. Tôn hành giả làm thinh, cười trúng chiếc. Xà tăng thừa rằng sự tốn hao cơm nước hai ông trần lão chẳng phiền vậy xin thầy nán lại ít ngày đợi tàn giá sẽ đi thời chắc ý bởi sông thông thiên tới tám trăm dặm không phải đi một ngày một bữa mà tới mé đâu vả lại không phải nước mùa đông mà lâu tan tại trời lạnh quá nên nước đặc cớ lấy chi mà chắc mà dám đi nếu qua đặng hai phần sông, rủi giá tan thì khó lắm, xin thầy đừng dục tốc làm chi. Tạm tạm nói, ngộ tĩnh sao vụng tính như vậy mà nói chuyện cầu may, lại phải chi nhằm tiết tháng giá tháng 2 tháng 3 thì ngày còn càng nắng. Chặt đầu lâu giá cũng phải tan, chờ này tiết khí chạy qua tháng 8 rồi, càng ngày càng lạnh, biết chừng nào tan giá mà chờ, hoặc là đợi 6-7 tháng nữa, như vậy trễ biết giường nào. Bạt giới nói, thôi thôi, xin đừng bản thấp bản cao, để tôi đập thứ một đinh ba thì biết giá dày hay mỏng. Liệu bè chắc mà đi. Nói rồi xăng quần áo giờ đình bà đập xuống một cái, rồi lại đã đứt tài, còi lúng chỗ lỗ sầu tù hút. Bác ngưỡi cười rằng nó cứng như đá, chắc là đặc tới đáy rồi, lo gì đi chẳng được. Tam tạng nghe nói mừng rỡ, thầy trò đồng trở lại trần ra. Khi ấy, anh em trần trừng cầm hoài không được, túng phải gói cơm khô đưa thầy. Anh em đem ra một mâm bạc để vàng đền ơn, nội nhà đồng ra lại tạ. Tam tạng khoát mà nói rằng, tôi nhất định không thâu cái của này, Trần Trưng và Trần Thanh năn nỉ đòi ba phen, cậy hành giả nói dùm cho thầy nhập lễ. Tôn hành giả nói, thôi xin thầy nhậm ra thiểu kẻo ba ông không an lòng. Nói rồi lấy một cục bạc nhỏ nặng chừng đôi ba chỉ, rồi từ giã cùng đi. Trần Trưng Trần Thanh đùa theo bị dị. Lúc đến mé sông tàm tạng dục ngựa bởi giá trơn như mặt kiếng, nền ngựa trượt hoài, bát giới nói khoan đã khoan đã để về nói với hai ông chủ nhà xin dơm bảo vó ngựa cho nhám nếu không thì còn ngựa té hoài có khi thầy dập mật mà chớ Xà tăng nói phải, Trần Thanh nghè nói hối tướng ra lấy về lấy rơm và dây, bát giới bao cẳng ngựa, ràng cột xong rồi, ngựa đi mới khỏi trượt, Trần Thanh và Trần Trừng coi chừng bốn thầy trò đã đi ba bốn dặm, anh em mới trở về. Còn bắt giới ngó thầy ngồi ở trên ngựa không vững, vàng liền thưa rằng, xin thầy lấy cái cây gậy này để ở sau cổ, choàng hai tay đè cái cây gậy như là cái đòn gánh, thì ngồi mới vững vàng. Tôn hành giả hỏi, vì cớ nào như vậy? Bát giới nói, à, chắc là huynh không tạo việc đi ở trên băng giá. Bởi hơi lạnh á, nó bay lên, trói lòa con mắt. Phần thì trơn trượt, chi cho khỏi xây sầm mặt mày nếu mà không lập đồ thế thì phải kèm sao cho đặng tôn hành giả cười thầm ra <cười> cái con hèo rừng này hay lội ở trên băng đã quen nên là nó thạo cách thế lắm nghĩ rồi lấy thiết bảng gánh không như tạm tạm nhánh gậy tích trượng sa tăng lấy bửu trượng làm theo bạt giới sẵn gánh đồ cũng dây ngàng sầu rốt thì bốn thầy trò đi mới vững vàng đến chiều tối Tam tạng dừng ngựa ăn cơm khô, rồi đi luồn đềm không dám dừng vó, nhờ có ánh trăng thanh xào tỏ chiếu xuống giá như đèn. Thầy trò đi tới sáng, sáy nghe một tiếng như sấm nổ, giá tan giả nước mênh mông. Tôn hành giả nhảy thoát lên mây, còn ba thầy trò và con ngựa đùng chìm xuống nước. Ấy là tại vì linh cảm đại vương nó chờ ở tới nửa sông, làm phép giá tan và bắt tàm tạng khi ấy linh cảm đại vương bắt một mình tam tạng đem về thủy phủ mà kêu lớn rằng hiền muội ở đâu khuyết bà thưa rằng tôi là kẻ hèn xảo đại vương lại kêu bằng em thiệt là không dám chịu linh cảm đại vương nói một lời đã nói bốn ngựa khó theo khỉ trước đã hứa bắt được tam tạng thì nàng làm em và hướng chung một tiệc nay đã được như vậy thì dám đâu quên lời vậy thì chúng bay dọn ban ghế và mài dao cho màu đọng lột ra tam tạng, và lấy đồ lỏng ăn với hiền muội cho trường thọ khuyết bà thưa rằng Xin đại vương đừng có nóng nảy, eh, đệ tử của nó đi tới tìm ngầy ngà, chỉ bằng đợi vài bữa, coi thế nào, nếu bắt tin thì sẽ ăn thịt. Linh cảm đại vương nói y lời, bỏ tam tạm vào thùng bằng đá, giảm lại đó. Nói về sa tăng và bát giới, vớt thầy không được túng phải bỏ mọi gói đồ và dắt con ngựa quay cây ôm lội vào bờ sài thấy tôn hành giả nhảy xuống và hỏi rằng vậy cho sư phụ ở đâu bát giới nói Cách thầy cãi tên họ trần ấy, đáo đẻ rồi mò không hỏi uh, không đặng hả Ê, xin uh, đem đồ ướt về trần ra mà phơi phóng cho khô giáo rồi sẽ lo làm việc vớt thầy nói rồi đồng tới trần gia trần trưng và trần thanh đều nghênh tiếp thấy quần áo ướt hết liền hỏi rằng các lão gia vì cớ nào mà ướt mình như vậy chúng tôi cầm hoài không chịu ở để đến thế này mới chịu thôi sao không thấy trần lão gia trở lại bát giới nói hey, đừng có kêu đến trần lão gia nữa thầy tôi đã cải hiệu thành trầm đáo đẻ rồi trần trưng trần thanh khóc rằng tội nghiệp quá chúng nó đợi giá tàn tuyết sẽ dọn thuyền đưa qua chúng tôi nói là đợi giá tàn tuyết đã sẽ dọn thuyền đưa qua sông mà tại sư phụ không nghe vì nóng đi nên là khốn khổ như thế à, vừa rồi bác giới nói trầm đáo đẻ có nghĩa là chậm mình rơi xuống đến tận đáy tiếng âm Hán Việt là trầm đáo đệ. Tôn hành giả nói: "Thôi, hai ông đừng khóc mà uống nước mắt, hời đầu mà sầu thảm việc đời. Tôi chắc là linh cảm đại vương làm phép bắt thầy tôi, xong làm người lành mắc nạn cũng không chết đâu. Vậy thì các ông yên lòng lò phơi phòng cái điệp và y phục cho chúng tôi, bỏ cỏ ngựa ăn kẻo đói. Đặng chúng tôi lò cứu sư phụ và giết cái con yêu ấy mà trừ căn" Như vậy thì nội xóm này cũng được bình an và vô sự. Anh em trần trừng nghe nói mừng rỡ, dọn cơm nước đãi đằng. Bà anh em ăn uống xong xuôi rồi, đồng đến mé lợn ở sông lò cứu thầy mà đem lên. Hết chương thứ 48.